Hey, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là AT. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt game Sleeping Dogs. Thì đáng lý cái video này mình cũng đã làm lâu lắm rồi, nhưng mà tới bây giờ mình mới có cơ hội là thì mong các bạn bỏ qua cho mình. Và bây giờ thì các bạn nào mà muốn biết cách tải á, thì mình đã có video hướng dẫn tải Sleeping Dogs trên trang tải game.org rồi. Thì các bạn nào muốn biết cách tải thì lên vào cái danh sách phát hướng dẫn của mình và xem cái video đó sẽ biết cách tải. Và mình xin nói trước luôn là mình chỉ hướng dẫn cho những bạn nào tải trên trang tải game.org thôi nha, tại vì mình tải trên trang đó nên là mình chỉ biết cái bản tin trang đó tải về là cài như vậy thôi. Còn những trang khác các bạn tải chỗ trang khác á, thì mình không có biết nó có giống hay không. Thì các bạn xem nếu giống thì các bạn có thể cài theo. Ok, và bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các bạn vào những cái file nén, nhìn vào cái chỗ chứa những file nén mà các bạn đã tải về. Đây, Sleeping Dogs thì mình đã tải sẵn rồi, và các bạn có thể bấm vào bất kỳ cái path nào cũng được, nhưng mà phải chắc chắn là tất cả các path nó đều nằm ở trong một thư mục nha, để các bạn không phải mất công nối nó lại, nó sẽ tự nối còn cho các bạn nếu nằm chung một thư mục. Thì các bạn bấm vào path nào cũng được, bất kỳ path nào cũng được, bấm chuột phải vào và các bạn chọn extract here. Extract here là để cho nó giải nén ra tại chỗ này, rồi các bạn hiểu không, các bạn hiểu ý mình không? Và các bạn bấm vào đây này, đó là các bạn sẽ thấy trong cái những cái file nén này nó sẽ chứa một đám này. Thì á, nếu như các bạn chọn extract here á, thì chọn extract here á, thì các bạn lúc mà các bạn bấm vào cái extract here thì nó sẽ đưa tất cả các file này ra cái chỗ này hết, ra cái thư mục này, là các bạn hiểu không? Còn nếu các bạn bấm vào đây, các bạn bấm extract to Sleeping Dogs nè, là nó sẽ đưa tất cả các file trong đó ra một cái thư mục, nó sẽ tạo một cái thư mục mới và đưa tất cả các file trong đó vào, và mình sẽ chọn cái đó. Nó sẽ gọn gàng hơn, nó sẽ đưa hết vào một cái thư mục này. Đó, các bạn hiểu ý không? Rồi, và bây giờ mình sẽ đợi cho đến khi giải nén xong. Ok. Rồi, xong. Và mình đã giải nén ra được, nó đưa vào một cái thư mục này. Và bây giờ mình sẽ vào trong này. Đó là tất cả những gì trong tất cả các file nén đó nó đều đưa vào đây hết. Thì thường á, nó cái game tại trên trang tại game.org này về lúc nào nó cũng có một cái file hướng dẫn đây. Các bạn có thể xem cái file hướng dẫn này và cài đặt theo. Nó hướng dẫn khá là tường tận, các bạn có thể khá là chi tiết, các bạn có thể nhìn theo và cài là ok hết. Thì các bạn bấm vào đây setup, nhớ nha, file setup nha. Setup nếu mà các bạn xài Windows XP á, thì nó sẽ có thêm cái chấm exe. Còn Windows 8 là nó, các bạn nhìn bên này loại file nè, loại file là application, đó là cái loại này. Nhớ là phải bấm vào cái setup này nha, bấm vào setup này nó sẽ hiện lên cái bảng cài đặt bạn bạn này đây. Các bạn bấm next, tiếp tục chỗ này là nơi để các bạn chọn cái ổ đĩa để các bạn cài game này vào á. Thì mình cài vào ổ D, cài vào ổ D này vào thư mục game. Ok, các bạn chọn thư mục xong các bạn chọn ok, là hãy nhớ nha, nhớ là cái đây là để chọn cái ổ đĩa và thư mục để cài cái game này vào. Còn dưới này các bạn có thể để nguyên như vậy cũng được. Rồi các bạn bấm net,
chỗ này. Thì thường á, cái game này nếu mà các bạn không chịu chuyển đổi qua tiếng Anh lúc mà cài đặt game nè, thì lúc mà vô game nó sẽ đưa ra bản tiếng Nga. Thì vô game nếu mà bạn nào mò được vào cái setup, quên setting á, vào cái option á, và các bạn chuyển qua được ngôn ngữ tiếng Anh thì được tốt. Nhưng mà nếu các bạn không muốn phiền thì các bạn phải chuyển ngay lúc này. Nhớ là ngay đoạn này, cái bản setup component. Thì các bạn chọn vào đây, cái dấu cộng của cái hàng đầu tiên, GUI language. Ok, bấm vào đây, bấm vô cái dấu cộng này. Đó, nó sẽ ra hai cái loại ngôn ngữ là Russian là tiếng Nga nè, English là tiếng Anh. Đúng không? Hay tiếng Miên. Ok, chọn English, các bạn nhớ chọn English nha, để chuyển qua tiếng Anh. Rồi, xong, chỉ vậy thôi. Còn mấy cái khác các bạn cứ để nguyên như vậy. Rồi các bạn bấm Intro là game nó sẽ bắt đầu cài đặt. Đấy, thì cái tốc độ cài đặt này á, nó sẽ tùy thuộc vào tốc độ ghi của ổ cứng của mấy các bạn. Ổ cứng ấy nha. Thì tốc độ ghi càng nhanh thì game nó sẽ cài càng nhanh. Mà tốc độ ghi càng chậm thì cái game nó sẽ cài chậm. Đấy. Và ok, mình sẽ chờ cho tới khi cài đặt xong game. Ok, vừa xong rồi. Rồi, bây giờ đang đợi nó cài đặt mấy cái Redis, những phần mềm hỗ trợ chơi game. Rồi, xong. Vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất. Và bây giờ các bạn hãy bấm Finish là để kết thúc. Còn bấm Play là nó sẽ vào game. Mình bấm Finish. Rồi, khi cài xong thì trên màn hình của các bạn sẽ có một cái icon, cái biểu tượng của game Sleeping Dogs. Đấy, thì các bạn muốn chơi game thì bấm vào thôi. Vậy là xong. Đơn giản, dễ hiểu. Có cần test game luôn không? Để test thử ha. Ok, và sao cuối cùng đã thành công, mình đã cài được và chơi được. Thì tất cả những gì mình muốn hướng dẫn cho các bạn là đã xong hết rồi, và việc còn lại là thưởng thức nó thôi. Và mình xin chúc các bạn sẽ cài đặt thành công và chơi được game này. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của mình. Bye bye.